Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo nguồn cung thịt gia súc cho người dân, hiện nay lò mổ Đà Sơn đang tổ chức sản xuất 3 ca, hoạt động cả ngày lẫn đêm, vừa đảm bảo phòng chống dịch cũng như là tiêu chí thị trường cần tới đâu cung cấp kịp thời tới đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến thực phẩm Đà Nẵng cũng đã đề xuất Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, Sở Công Thương thành phố tăng cường công suất lò mổ Đà Sơn. Lò mổ Đà Sơn có 13 dây chuyền sản xuất, nhưng để đảm bảo công tác phòng chống dịch theo nguyên tắc 3 tại chỗ, thành phố mới cho phép 2 dây chuyền được hoạt động trở lại. Để tăng nguồn cung, lò mổ phải tổ chức làm 3 ca. Trước đây lò mổ hoạt động từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng, thì hiện nay lò mổ hoạt động cả ngày lẫn đêm, nên dù chỉ có 2 trên 13 dây chuyền sản xuất hoạt động, nhưng mỗi ngày lò mổ đã cung ứng được khoảng 20 tấn thịt heo và 8 tấn thịt bò. Năng lực sản xuất tại Đà Sơn hiện nay thì chúng tôi cam kết rằng đảm bảo phục vụ 100% nhu cầu của tất cả các siêu thị, các công ty thuộc chuỗi cung ứng lớn và tất cả nhu cầu của các đơn vị là ban điều hành tổ dân phố và các chợ. Và cũng xin chia sẻ luôn là nếu như các anh chị nào mà có nhu cầu đó mà không kết nối được là cũng xin là các anh chị là cho tôi công bố số hotline luôn là 0909 111 113. Các anh chị có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp với tôi. Để đảm bảo an toàn, lò mổ triển khai hoạt động theo phương án 3 tại chỗ. Hàng ngày, tất cả nhân viên đều được test nhanh COVID-19. Hoạt động của lò mổ luôn có sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu và Chi cục Thú y Đà Nẵng. Tổ kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y thì có 3 anh em là chuyên ở là đây tại chỗ ở đây để phục vụ cho sản xuất của 2 dây chuyền bò, 1 dây chuyền bò và 1 dây chuyền heo. Đầu vào heo nhập vào phải có giấy tờ đầy đủ. Trước hoạt động 2 tiếng là tụi em phải đi kiểm tra hết tất cả và đóng dấu kiểm soát giết mổ để cho tiêu thụ ra thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến thực phẩm Đà Nẵng cho biết, nếu như ngày thường lò mổ Đà Sơn có 500 người làm việc thì hiện nay chỉ có hơn 30 nhân viên làm việc không nghỉ để kịp cung ứng thịt. Việc giảm số lượng lớn nhân viên đã khiến đơn vị gặp khó khăn. Công ty đang đề xuất Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tăng công suất lò mổ Đà Sơn. Máy chúng tôi là công suất là 30 con trên 1 giờ. Cho nên là thời gian nó sẽ phải kéo dài cho công nhân. Cho nên phía công ty chúng tôi cũng đã đang có phương hướng là đề xuất lên các cấp chính quyền trên là để mở thêm một cái line mới nữa để đáp ứng đủ cái nhu cầu thực phẩm cho thị trường của chúng ta và cũng đồng thời để giảm tải cho cái dây chuyền số 1. Hiện tại, nguồn cung heo hơi và bò về tập kết tại lò mổ rất nhiều, giá thành đang có xu hướng hạ nên dự kiến trong vài ngày đến, giá thịt heo sẽ giảm thêm. Lò mổ đang nỗ lực tối đa làm việc không nghỉ để cung ứng thịt cho thị trường, ngoài siêu thị và các cơ sở kinh doanh, đồng thời cũng sẵn sàng phân phối thịt về trực tiếp cho các tổ dân phố một cách nhanh nhất. Nếu lò mổ được cho phép tăng công suất, nguồn cung thịt cho thị trường Đà Nẵng sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.